Hello, chào em có hài lòng với nụ cười của mình không? Vâng, Em cười anh có. xem nào. Và các bạn thấy không? Răng sứ thì sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe tổng quát, và đây là một trong những cái lý do quan trọng mà rất nhiều khách hàng, đặc biệt là những khách hàng trong độ tuổi từ 30 đến 50 luôn thắc mắc. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá sự thật về tác động của răng sứ đối với sức khỏe nhé. Các bạn có thể thấy đây là hình ảnh của răng sứ. Răng sứ không chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cho nụ cười mà nó còn có những cái tác động tích cực và lâu dài đến sức khỏe tổng quát của bạn, nếu mà được làm đúng cách và chăm sóc cẩn thận. Hãy cùng bác sĩ Cường khám phá những lợi ích về sức khỏe mà răng sứ có thể mang lại cho cuộc sống chúng ta nhé. Thứ nhất là nó sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh răng miệng. Răng sứ giúp bảo vệ răng thật khỏi sự tấn công của vi khuẩn và mảng bám, ngăn ngừa các vấn đề phổ biến như là sâu răng, viêm lợi và nhiễm trùng nướu. Khi bạn mất răng thật thì vùng răng trống sẽ dễ dàng bị vi khuẩn tấn công, dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn. Thì việc lắp răng sứ không chỉ giúp lấp đầy các lỗ trống mà còn tạo ra một lá chắn bảo vệ cho răng thật, giữ cho khoang miệng luôn sạch sẽ, thơm mát và khỏe mạnh. Các bạn thử nghĩ xem, một hàm răng sứ bóng đẹp không chỉ là một bộ áo mới cho nụ cười mà còn là sự bảo vệ tuyệt vời cho sức khỏe răng miệng của bạn. Hãy cải thiện chức năng ăn nhai. Đây là tác dụng tuyệt vời thứ hai của răng sứ. Khi mà răng thật bị tổn thương, mất răng hoặc là mòn men thì khả năng ăn nhai của bạn bị suy giảm, khiến cho thức ăn không được nghiền kỹ. Điều này thì có thể gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ hệ tiêu hóa chúng ta, đặc biệt là dạ dày. Răng sứ với độ cứng và khả năng chịu lực cao thì sẽ giúp khôi phục lại khả năng ăn nhai như răng thật của bạn hồi thanh xuân nhá. Bạn có thể nhai các loại thực phẩm cứng, dai một cách dễ dàng hơn, giúp tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa như là viêm loét dạ dày hay rối loạn tiêu hóa. Hãy tưởng tượng một cuộc sống thoải mái, sung mãn, không phải lo lắng về sức khỏe của đường tiêu hóa chỉ nhờ việc làm răng sứ. Lợi ích thứ ba đó là tăng cường sự tự tin và cải thiện tinh thần. Nụ cười là một phần không thể thiếu trong giao tiếp hàng ngày, và khi bạn tự tin với nụ cười của mình, tinh thần cũng sẽ trở nên thoải mái và lạc quan hơn. Nhiều người sau khi làm răng sứ đã chia sẻ với bác sĩ Cường rằng họ cảm thấy thật sự tự tin hơn rất là nhiều khi mà xuất hiện trước đám đông, trong công việc hay trong các mối quan hệ xã hội. Sự tự tin này không chỉ giúp họ giao tiếp tốt hơn mà còn làm giảm bớt căng thẳng, lo lắng và thậm chí tăng cường sức khỏe tâm lý. Hãy nhớ rằng một nụ cười tự tin có thể mở ra vô vàn cơ hội trong cuộc sống, duy trì cấu trúc xương hàm. Khi mà bạn mất răng, không chỉ vấn đề thẩm mỹ bị ảnh hưởng mà còn khiến cho xương hàm bị tiêu biến dần theo thời gian. Việc mất răng làm giảm cái áp lực cần thiết để duy trì cấu trúc xương hàm và gây ra hiện tượng tiêu xương, dẫn đến thay đổi về hình dáng khuôn mặt bạn, trông nó sẽ méo mó, sẽ hóp vào và nhìn cảm giác sẽ già đi phải không bạn? Răng sứ thì giúp khôi phục lại cái áp lực tự nhiên lên xương hàm khi mà nhai, từ đó duy trì sự ổn định của xương hàm và ngăn ngừa tình trạng tiêu xương. Điều này đặc biệt quan trọng cho việc giữ gìn khuôn mặt của bạn không bị biến dạng theo thời gian và giúp duy trì vẻ đẹp trẻ trung như hồi thanh xuân. Các bạn có thể tham khảo, đây là một hình ảnh của một cô ở độ tuổi là gần 50 và luôn cảm thấy khó khăn trong việc ăn uống, và sau khi làm răng sứ tại phòng khám của chúng tôi thì không chỉ khả năng ăn nhai của cô được cải thiện mà cô còn cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi chụp ảnh trong các chuyến du lịch cùng gia đình. Và nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe tổng quát thông qua việc làm răng sứ thì hãy đến với bác sĩ Cường. Ngay hôm nay chúng tôi cam kết mang lại cho bạn giải pháp an toàn và chất lượng. Đăng ký ngay để nhận tư vấn miễn phí và những ưu đãi đặc biệt từ bác sĩ Cường nhé. Vào ngày mai thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về tuổi thọ của răng sứ. Bạn có muốn biết là răng sứ có thể giữ được bao nhiêu lâu không? Hãy đón xem video vào ngày mai nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.